sẵn sàng xây dựng thành phố đổ xe của riêng mình chưa? Tòa nhà đổ xe thông minh Homekey với 15 chiếc xe cao cấp đi kèm, bé sẽ chỗ tài lắp ráp và sắp xếp xe vào các vị trí cho gọn gàng nhất. Với những cách chơi thú vị, bé có thể dùng tay để di chuyển xe lên tầng cao nhất hoặc sử dụng công tắc điện để di chuyển xe bằng thang máy. Wow, thật là quá hấp dẫn đúng không nào? Thành phố luôn tấp nập xe và nhộn nhịp, thật là vui, mô tả cuộc sống hàng ngày của mọi người. Với thiết kế 5 tầng, một không gian quá rộng lớn để sắp xếp các loại xe khác nhau mà không lo hết chỗ. Bé thỏa sức sáng tạo, tăng logic và sự phối hợp linh hoạt giữa tay và mắt, tạo nên một khung cảnh lung linh khi kết hợp giữa đèn và nhạc, tạo nên những phút giây vui nhộn và khó quên giữa bé với gia đình. Tặng thêm 8 xe hơi cao cấp khi sở hữu tòa nhà đổ xe Homekey, ưu đãi 30% duy nhất hôm nay. Để lại số điện thoại để nhận ưu đãi. Elmac, vững chất lượng, vạn niềm tin.